Ngày hôm nay 25 tháng 5 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị cho ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương. Dự thảo báo cáo chính trị khẳng định 5 năm qua, khắc phục nhiều khó khăn, thách thức, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quán triệt, chấp hành nghiêm, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, chủ động nghiên cứu, xây dựng, đề xuất, ban hành các chiến lược, đề án, góp phần hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng, phát huy tốt vai trò nòng cốt của quân đội và dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, cùng với toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng phát triển đất nước. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị và chất lượng dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11. Dự thảo được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học cả về nội dung và hình thức. Báo cáo chính trị thực sự là văn kiện trung tâm của đại hội, đã thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ của Đảng bộ quân đội, ý chí, sức mạnh đoàn kết của toàn quân. Phần đánh giá kết quả không chỉ tập trung vào nhiệm kỳ vừa qua mà còn đánh giá việc thực hiện các chủ trương, giải pháp được xác định từ các nhiệm kỳ trước như xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội trong tình hình mới. Phần phương hướng đã tập trung xác định mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, xác định mục tiêu xây dựng quân đội những năm tiếp theo, các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu, trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Quân ủy Trung ương tiếp thu tối đa, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện, bảo đảm chất lượng cao nhất, trong đó cần viết sâu sắc, đậm nét hơn về công tác xây dựng Đảng trong quân đội. Nhấn mạnh, Đảng bộ quân đội là đảng bộ lớn với 28.000 tổ chức cơ sở đảng và 260.000 đảng viên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu phát huy trách nhiệm tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội trên tinh thần thực chất, thẳng thắn, phát huy tính chiến đấu và xây dựng cao, không chạy theo thành tích, không che giấu khuyết điểm, qua đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng lực lượng quân đội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đồng thời lưu ý, cùng với chuẩn bị tốt văn kiện, Quân ủy Trung ương phải đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự, chuẩn bị hết sức công phu, bài bản với trách nhiệm chính trị cao, dân chủ, khoa học, đúng quy trình, nguyên tắc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Trung ương để chuẩn bị thật tốt nhân sự cán bộ quân đội tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 13.